Tiếp nối hành trình ươm mầm tài năng thế hệ người Việt trẻ vào cuối tuần qua, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Sting và Công ty Phú Mỹ Hưng đã tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 16 dành cho các em học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê từ quỹ Lawrence Sting, năm nay tổng số tiền trao học bổng trong đợt này là 8,39 tỷ đồng. Cụ thể, quỹ đã trao trực tiếp 371 suất học bổng với trị giá hơn 2,65 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên và có thành tích học tập xuất sắc của các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Đồng thời, quỹ còn trao tài trợ học bổng gián tiếp với trị giá hơn 5,74 tỷ đồng cho các tổ chức thiện nguyện khác như Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, Hội khuyến học thuộc 63 tỉnh thành. Ngoài ra, nhằm tiếp nối chương trình trao tặng xe lăn, xe lắc tình thương, cũng tại sự kiện này, quỹ đã công bố thêm hoạt động xã hội mới với tên gọi cùng doanh nghiệp đồng hành trao tặng xe lăn, xe lắc cho địa phương. Theo đó, doanh nghiệp có thể tặng một số lượng xe lăn, xe lắc theo khả năng của doanh nghiệp. Quỹ sẽ góp thêm số lượng xe lăn bằng số lượng mà doanh nghiệp đóng góp. Sau đó, hai bên cùng tiến hành trao tặng tại địa phương mà doanh nghiệp lựa chọn. Với mục tiêu ươm mầm hạt giống thiện nguyện cho các thế hệ trẻ tài năng, từ đó sự trưởng thành của các hạt giống sẽ giúp đỡ cho nhiều mảnh đời khó khăn và đóng góp cho cộng đồng. Sau 13 năm hoạt động, quỹ Lawrence Sting đã hỗ trợ hơn 280 tỷ đồng, mang đến nhiều giá trị thiết thực cho ngành giáo dục, y tế nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung.